Hello mọi người, kiểu mình đang make up dở thì mình mới nhớ ra là mình cần phải quay vlog ấy. Thế nên là bây giờ mọi người đang thấy là mặt mình nó đang trong quá trình hoàn thiện. Thì đấy, hôm nay mình sẽ đến một cái đám cưới ấy, rất là đặc biệt. Bởi vì cái đám cưới này ấy, thì cô dâu sẽ là người Nga, còn chú rể sẽ là người Hàn. Thực ra mình nghĩ cái đám cưới này cũng không phải là một cái đám cưới quá là to ấy. Bởi vì do là dịch Covid nên là kiểu những người nhà của chú rể thì vẫn phải ở Hàn Quốc. Đấy, mình rất là muốn cho mọi người xem là cái đám cưới ở Nga nó có gì khác. Ok, thì bây giờ mình đang kiểu make up thôi, và hôm nay mình sẽ mặc một cái váy màu hồng phấn, màu hồng kiểu hồng đất ý. Đấy, thế nên là kiểu hôm nay mình cũng make up theo cái tông là kiểu hồng đất, nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang hơi bị quá rồi, hơi bị thành màu đỏ rồi. Hôm nay của mình, trời ơi, mình đang phải mặc một cái áo dạ, áo da nhầm, để cho nó kiểu che cái váy đi cho đỡ lồng lộn đi, với cả là mình sợ buổi tối mình về kiểu nó hơi lạnh ý. Thế nên là mình kiểu cứ mang cái áo để dự phòng. Đấy, thì đây là cái outfit của mình. Thì thực ra đây là một cái đám cưới cũng khá là đặc biệt với mình, bởi vì đây là lần đầu tiên mà mình đi ăn cưới một cái bạn của mình luôn, lần đầu tiên luôn, kiểu mở bát cho việc đi ăn cưới bạn. Những cái bạn mà bằng tuổi mình thì dĩ nhiên là chưa có cưới xin gì rồi, những cái bạn mà kiểu cấp 2, cấp 3, à cấp 2 thì có rồi, cấp 2 có một số bạn của mình đã lập gia đình rồi và thậm chí là có con rồi, nhưng mà bạn cấp 3 của mình thì chưa. Thì hôm nay mới là lần đầu tiên mình được đi ăn cưới bạn của mình. Thực ra nó là bạn thôi, chứ thực ra chị này là chị nhóm trưởng, nhóm nhảy của mình ấy. Chị đã 26 tuổi rồi, và chị đã ở trong cái mối quan hệ yêu đương với cái anh người Hàn này được vài năm rồi. Đấy, thì hôm nay mới kiểu cưới. À, mình sẽ cho mọi người xem trong túi của mình đi làm cưới thì có cái gì nhá. Đây, đầu tiên là mình có điện thoại này. Đây, cái điện thoại này mình phải thay cái ốp cho nó hợp với cái váy màu hồng phấn của mình trông xinh đúng không? Đấy, còn đây là cái túi của mình. Mình định mua một cái clutch để mang đi cơ, nhưng mà thực ra cái clutch thì nó không được tiện cho lắm ấy, tại nó rất là bé. Còn cái túi này thì tuy là màu đen không hợp lắm, nhưng mà thôi cũng được, nó cũng khá là điệu ấy. Thì đây, mình có cái đầu tiên là cái sạc dự phòng này, bởi vì mình sợ là mình đi lâu thì mình sẽ kiểu bị hết pin ấy. Còn đây là thỏi son, một thỏi son của Dior màu hồng mà mình rất là thích. Tiếp theo thì mình có một chiếc AirPod. Cái AirPod này thì là AirPod 2. Mình đã bị mất một cái AirPod và mình phải mua lại. Một chiếc kẹo thần kỳ. Đây là kẹo Tic Tac vị Coca-Cola, rất là thần kỳ luôn. Thế nếu mọi người có cơ hội được thử cái kẹo này thì mình rất là highly recommend. Còn có một hộp phấn để mình touch up lại khi mà giữa buổi mà phần nó bị xuống tông, và một chai nước rửa tay. Đấy, thế rồi là mình cũng muốn khoe luôn cái bộ móng bộ móng màu tiết canh không hề hợp gì với cái không, thực ra cũng hơi hợp tại vì nó là beige hồng. Mọi người có thấy đôi giày lấp lánh này không? Đây là một đôi giày mình rất là thích, tuy nhiên là cái dáng của nó ấy, dáng của nó rất là đúng, và cái góp của nó rất là nhọn, thế nên là lúc đi rất là khó khăn, đi lại kiểu siêu đau chân luôn đi. Nhưng mà bởi vì nó hợp với cái váy này nên là không còn làm cách nào khác được. Đây
Trời, đây rồi. Baby ơi. Đám cưới mùa Covid nên vẫn phải đeo khẩu trang các bạn ạ. Lần đầu được đi limousine. Check. Mọi người thấy kiểu bên trên rất là đẹp không? Ở bên dưới mình không thể đi. Không thể đi được một cách bình thường ấy. Cái giày nó quá là đau. Oh my god. Wow. Bây giờ mọi người đã đi hết trước rồi, bây giờ còn một mình lạch vạch cái điểm. Bây giờ đúng kiểu mùa cưới, đằng sau mình có một đám cưới đây. Sau bên này cũng có một cái đám cưới nữa. Đâu nhỉ? Trời ơi, xong kiểu mọi người biết gì không? Kiểu đám cưới bên này họ làm rất là bé. Tức là kiểu họ mời rất là ít người. Những cái người mà kiểu rất là thân đến thôi ấy. Còn không như ở Việt Nam là kiểu mời họ hàng, mời tất cả những cái người mà thậm chí là mình còn không biết là ai. Bây giờ thì mình đang ở một cái địa điểm rất là đẹp, đấy là nhà thờ Isaac. Đây mọi người thấy một địa điểm rất là đẹp và ở đây có một cái công viên. Nên là kiểu những cái đám cưới họ sẽ đến đây để chụp ảnh và đi dạo. Hello. Còn bây giờ sau khi đi limousine chúng mình sẽ đi party bus. Yay. Party bus. Let's go. Ôi, ở đây cũng không khác gì limousine lúc nãy cả, tao hơn. Very nice. Sau một hồi đi rất lâu thì bọn mình thì bọn mình mới đến một cái nhà hàng. Nhưng mà nhà hàng này không phải là một nhà hàng bình thường, một nhà hàng nằm rất sâu và rất xa khỏi xanh. Bọn mình đã đi khoảng 45 phút để đến được cái chỗ này. Và mọi người thấy đấy, kiểu xung quanh kiểu em rất là nhiều cây. Thì bọn mình kiểu đi ra hẳn một cái vùng ngoại ô để đến cái nhà hàng này luôn ý. Và không biết là cái nhà hàng này có gì đặc biệt không. Bây giờ thì thật sự là mình đang rất là say say mọi người ạ. Bởi vì đi quá lâu. Không ngờ là đi lâu như thế này. Look at this. Oh my god. Wow. So pretty. Ôi ở đây siêu đẹp luôn đi.
kiểu một chỗ thích hợp để kiểu kiểu là một cái lễ cưới ở đây, xong rồi kiểu thế nào nhở, kiểu thế, kiểu đứng đây xong thế, kiểu giống trong phim á. Trời ơi, thật sự đẹp luôn, chơi như này. Đằng này có một cái xích đu nữa. Look at this. Khoan, video này chưa kết thúc đâu. Để mình kể cho mọi người một câu chuyện nhé. Mình gặp chị Alena vào đúng 2 năm trước. Đây là một người chị mà mình cảm thấy quý ngay từ lần đầu gặp. Bởi vì chị rất là thông minh, siêu tốt bụng và vui tính. Chị rất là biết cách quan tâm mọi người và luôn truyền năng lượng tích cực cho người khác. Mình đã rất là bất ngờ khi biết là chị có bạn trai người Hàn Quốc. Khi đấy thì mình có rất là nhiều thắc mắc về câu chuyện tình yêu này. Họ gặp được nhau như thế nào, phải lòng nhau ra sao, họ giao tiếp với nhau như thế nào, và làm thế nào để họ có thể giữ một mối quan hệ lâu dài đến vậy khi mà hai người có quá nhiều thứ khác biệt. Chị từng kể cho mình rất nhiều về anh Minho. Chị nói rằng tuy là chị thích văn hóa Hàn Quốc nói chung, nhưng mà chị không có ý định hẹn hò với người Hàn. Nhưng rồi chị gặp được anh Minho, tư tưởng và cách sống của hai người quá là hợp nhau, nên là anh chị gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Lúc đấy thì tưởng tượng của mình về anh Minho đều rất là mù mờ, cho đến khi mình gặp anh ở ngoài đời. Anh rất là hiền và quan tâm đến mọi người, y như chị Alena vậy. Anh luôn quan tâm đến chị bằng những hành động rất là nhỏ. Hai người đều có sở thích là đi du lịch và luôn sắp xếp thời gian để cùng nhau đi được thật là nhiều nơi. Phải nói rằng hai anh chị như là hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau vậy. Dĩ nhiên là có rất là nhiều lời bàn tán dị nghị về mối quan hệ này, cho rằng là chị bị ảnh hưởng quá nhiều bởi văn hóa Hàn Quốc nên là chị mới yêu người Hàn. Nhưng trải qua vài năm thì hai anh chị vẫn hạnh phúc bên nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Thì cuối cùng tất cả những cái lời phán xét đều trở nên vô nghĩa. Mình tự hỏi chị Alena là chị hình dung như thế nào về cuộc sống hôn nhân, liệu nó có quá khác so với lúc chị còn yêu đương không? Thì chị nói là sẽ chẳng có gì khác biệt cả, bởi vì hai người đã ở trong mối quan hệ này khá là lâu rồi, và bây giờ chị vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mình chưa bao giờ ở trong một cái mối quan hệ như vậy, nên là mình không hiểu được cái cảm giác mà chị nói nó như thế nào. Nhưng qua cái cách chị kể về anh, qua những lần mình thấy anh chị đi bên nhau, thì mình biết là chị đã hạnh phúc và sẽ mãi hạnh phúc. Có thể quan điểm của mỗi người về tình yêu và hôn nhân sẽ rất là khác nhau. Rất là nhiều người cho rằng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Mình thì tin là sau hôn nhân vẫn có tình yêu, nhưng mình nghĩ không chỉ có tình yêu mà còn cần trách nhiệm, sự quan tâm và vị tha thì hôn nhân mới lâu dài được. Không có ai là hoàn hảo cả, chính vì thế nên việc gắn bó với nhau cả một phần đời còn lại thật sự rất là khó nếu như không có tình cảm và sự thấu hiểu gì cho nhau. Cái mà mình thực sự ngưỡng mộ ở mối quan hệ như của chị Alena hay là mối quan hệ siêu lâu dài như của bố mẹ mình chính là những cái sự quan tâm họ làm cho nhau và vì nhau hàng ngày. Đó là những cái điều rất là nhỏ nhặt thôi và không khoa trương, nhưng mà nó bồi đắp nên một mối quan hệ vững chắc và bền bỉ theo thời gian. Mình từng biết rất là nhiều mối quan hệ tình cảm lâu dài có và ngắn ngủi có, mà mình luôn tự hỏi là làm thế nào người ta có thể đi cùng nhau trên một cái chặng đường dài như vậy, và làm thế nào để người ta nhận ra được người mà mình muốn đi cùng và sẽ đi cùng đến hết cuộc đời. Nhưng rồi sau hôm nay, sau tất cả những câu chuyện tình yêu mà mình được chứng kiến, thì mình tin một điều rằng mọi người đến và đi khỏi cuộc đời chúng ta, nhưng nếu đúng người thì họ sẽ luôn ở lại. Hello, bây giờ thì mình mới có một cái đoạn nhạc mà nó nhẹ nhàng du dương để mình kiểu có thể nói chuyện được với mọi người ấy. Thì mình không biết nữa, nói chung kiểu cái đám cưới này thật sự mang lại cho mình rất là nhiều cảm xúc. Thật sự luôn, mình kiểu
đi hết từ cảm xúc kiểu hạnh phúc cho đến kiểu xúc động ấy, kiểu nó cứ lên xuống như thế. Kiểu nói chung là một cái đám cưới thật sự rất là hoàn hảo. Cặp đôi này thật sự là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ đối với mình. Cô dâu người Nga và chú rể người Hàn Quốc. Dĩ nhiên là cuộc tình này thì gặp rất là nhiều những cái lời bàn tán này kia, mọi người cũng hiểu mà đúng không? Nhưng mà họ vẫn vượt qua tất cả và tiến đến một cái kết có hậu với nhau, thật sự là rất đáng ngưỡng mộ. Thì đấy, nói chung kiểu sau hôm nay mình, thật ra cũng không phải sau hôm nay mình mới kiểu tự hỏi, nhưng mà nói chung mình cũng có rất là nhiều câu hỏi trong đầu về tình yêu và hôn nhân. Mình không biết là hôn nhân thì có gì khác với yêu đương, và mình không biết là kiểu khi mà hai người kiểu yêu nhau đến cái độ mà kiểu họ có thể đến kết hôn ấy thì kiểu nó như thế nào ấy. Nhưng mà thật sự là mình cũng rất là mong mình và mọi người sẽ tìm được cái hạnh phúc và cái may mắn ở trong tình yêu. Đám cưới này cũng đã đến hồi kết thúc rồi, và video này thì mình cũng sẽ phép được kết thúc ở đây thôi. Và mình rất mong là mọi người đã thích cái video này. Mình hy vọng là mình sẽ làm được nhiều video, nhiều content mới cho mọi người hơn. Và nếu như mọi người muốn mình làm video gì thì hãy comment ở dưới cho mình biết nhé. Ok, còn bây giờ thì mình xin phép được kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau nhé. Bye bye.